Ok, và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và mình là Khang G đây. Thì ngày hôm nay tiếp tục trở lại với Logman Go các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi Bedwars các bạn. Trời ơi, lâu rồi mình không có quay trở lại Bedwars sao, gọi là quá highlight. Mình livestream gọi là mình mở gọi là rương kim cương trực tiếp bạn. Mở được gọi là liên tiếp hai quả hút máu level 3 đó các bạn. Áo mà Canada luyện bạn. Đấy, các bạn nào mà chưa xem thì đừng quên là quay lại cái video gọi là nó tên là gì ta, cái gì mà khen mở rương kim cương được hai ngọc hút máu level 3 rồi các bạn. Ừ, chắc là vậy bạn ơi. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là thực hiện theo lời các bạn kêu, là các bạn bảo là có càng lệnh mới các bạn, nên ra là lần này mình sẽ vô mình mua các bạn nha. Đây, mua càng lệnh đây nâng cấp VIP liền các bạn, không cần xem trước luôn, vô rồi gọi là càng lệnh mới là nâng cấp hết nha bạn. Ai ơi, ok. Ui sao có hỏa tiễn gì, ui búa bạo chúa, wow. Ui có bét mới. Ôi trời ơi. Ôi dồi. Đấy thì ok. Thì trước khi xem video của mình thì anh em đừng quên cho một like, đăng ký và đừng quên ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không đọc video mới nhất kênh YouTube nha mọi người. Và đừng quên là qua kênh của tất cả hiện nút tiêu họ tiêu nha. Và đừng quên là chiến lúc mango follow tiêu các bạn. Ok. Rồi để xem nào. Mình sẽ đi rồi review có cái gì hấp dẫn nha. Đây này ủa nãy nó có nhận rìu vậy đúng không? Ok, giáp thì chắc không có rồi. Kiếm à? Kiếm biết có không? Kiếm thì hình như là chưa, chắc là mình chưa nhận được hả bạn, chứ không phải là không có. Ok. Đâu rồi? À, đúng rồi, có con bé các bạn, có con bé. Đây rồi, bé gì đây? Búa bạo chúa bạn, khủng long robot đây em ạ. Ủa có kiếm ảnh này. Hình như có mũi tên nữa. Đây, mũi tên này. Rồi động tác rồi, động tác thì chắc là không có rồi. Ok, dấu chân thì chắc chắn có rồi bạn. Hình khủng long mà. Ủa sao cái này phải chi nó màu xanh lá cây thì hay biết mấy các bạn nhỉ? Thề luôn. Quên các bạn, thấy mình có một cái skin gọi là mới không bạn. Trời, skin này gọi là bắt trend gọi là trung thu bạn. Nhưng mà tuy là nó không giống trung thu cho lắm mà giống kiểu mấy phim cổ truyền đó bạn, phim xưa xưa đó bạn. Nhưng mà thôi nhìn nó cũng giống chú cuội cũng trắng bạn ơi. Đấy thì ok. Rồi thì để gọi là test thử gọi là cái hiệu ứng kiếm như này, cũng như là con bé thì mình là vô trận đấu bét vua, mình đấu như thường lệ mà. Ok, đấy rồi các bạn ơi, chúng ta đã gọi là vô trận bạn. Thôi mình không bọc giường đâu. Mình sẽ gọi là đi test thử gọi là hiệu ứng kiếm mới luôn các bạn ơi. Yes sir. Thì thôi đi thôi, đâu rồi mấy vật phẩm mới thì để video sau mình quay các bạn nha. Giờ chắc là chút càn. Mình sẽ mua mấy cái đệm này, mua fireball nhiều lên bạn, gỡ lập giường mấy con rời kia rồi là bọc bằng gỗ đó thì mình có thể bắn fireball được. Con rời này chưa biết là lỗ đệ à, lỗ đệ đi là lễ độ đó, lỗ đệ. Ây da, bắt lên cao dữ ta, này thì bắt lên cao này, chuẩn bị tưng lên này. Ủa ai biết ngay các bạn, trời ơi mình biết ngay mà. Con rời này chiến đó nha, chưa gì đó qua nhà mình bạn ơi. À, đụng độ tới khang rồi là đi rồi, đi luôn bạn ơi. Đi xuống dưới chơi con rời này, nhanh đấy, trời ơi. Nhanh đấy nhưng không nhanh bằng tốc độ cái kiếm của khang rồi được. Ok, đi thôi. Rồi, con rời đỏ nãy đập giường mình đúng không? Hên nó mình mà bút gọi là mình mà bút gọi là sao ta? Bút tốc độ rỏi bùng của Lock Mango là mấy con rời này đi hết à. Mình thôi mình diệt con rời luôn đi. Con rời này kiếm chuyện với nhà mình là không có được rồi. Đi. Test gọi là kiếm mới luôn. Trời ơi, test gọi là hiệu ứng kiếm mới luôn các bạn ơi. Thôi rồi, coi con rời này chạy luôn các bạn ơi. Ê, luôn á, mấy con rời này chạy hết các bạn ơi. Đi đâu con rời kia, đứng lại. Oh my god, ok, có bạn phát hiện ra mình rồi anh em ơi. À, gì đây? Secret gì đây? Ở đây là Strix các bạn. Oh my god, bị cháy quá. Không biết là mốt Lock Mango có cái giáp nào mà kiểu giáp gọi là kháng lửa cái là ý da. Là chặn cái đầu lại. Ôi rồi xong nhảy kịp rồi. Thề luôn cây đó nha. Thanh niên nó nhảy kịp. Ấy rồi đi luôn hay quá. Rồi, thấy là không giòn rồi. Thôi, thấy không giòn thì mình phải dùng rồng liền bạn ơi. Ok. Sẵn bàn này phá cái đường đi con dài đói luôn. Ok. Này bắn lên luôn bạn, cái này là lỗi sơ suất bạn, sơ suất tí. Ok, này sợ chưa, không thể nào cản bước được. Ai, quýnh rồng tôi dữ ba. Giờ này được đấy, quýnh rồng mày nha, đâu rồng mình bị cạt. Đây rồi, trận chiến thật sự đây rồi. Ok,
luôn con giày bay nữa rồi. Thôi qua đập giường mấy con giày tiếp theo để bằng ơi, chứ mấy con giày đó này hơi nhây anh em ơi. Ok, đập giường thôi, let's go. Có hàng sau lưng mình không nhỉ? Hình như là không bạn ơi. Ai ơi. Làm sao mình gọi là có 5 ngọc phun máu level 3 đấy bạn. Đừng có đùa. Trời ơi. Hơi bị đỉnh cao nha. Ồ đó, đây. Bọc giường bằng gỗ bạn ơi, bọc giường bằng gỗ mình né qua bên này bên bắn này. Ây da, lỡ luôn cái giường đây luôn rồi, cần gì đâu mà bắn. Trời ơi. Thôi dính biệt bạn rồi. Dính biệt bạn hiền. Đâu rồi, còn con rời đây đâu rồi. Nhảy rồi bạn ơi, chạy rồi, chạy trốn rồi. Úi giời. Team mình chơi TNT luôn các bạn. Ây da, căng thẳng quá. Ây da, sao trận chiến này cảm giác như nó khá là căng thẳng các bạn ơi. Chưa xuống thì mình lên với bạn luôn. Bạn nhanh quá. Bạn này nhanh quá. Đi xuống dưới ghê. Rồi đi luôn rồi. Đi luôn đi. Rồi, xong rồi, đi luôn rồi phải không? Ủa? À đi rồi. Ủa chắc là đi rồi các bạn rồi, không biết bạn ơi. Ok. Rồi còn úi giời ơi, đi luôn giường rồi. Rồi đâu rồi? Green dám đập giường mình bạn, hay lắm. Giờ mình đập giường Blue nữa bạn ơi. Ây da. Blue thì theo mình suy đoán thì cái giường này khá là căng nha bạn. Thực ra mình sẽ mua nhiều fireball tí bạn ơi. Để mình test thử cái giường coi. Để mình test thử coi bên trong rồi là nhân bánh trưng nhân bánh trung thu là cái gì đây. Nhân bên trong là gì đây? Bên trong là toàn gỗ vậy. Bên trong gỗ không gì? Ây da, gỗ cũng nhiều đấy. Có đá không? Oh my god, nó không cho mình nhìn luôn. Ok, dứt luôn bạn ơi. Để rồi. Nhân bánh trưng lộn nhân bánh trung thu bạn. Này thì Này, Shiba. Này, tên là Shiba này. Shiba đấy tụi, Shiba em tụi. Làm sao mà đấu lại được chứ? 5 ngọc phút máu đều qua được. Boy. Ok. Con giày lên đây nhánh nè. Đấy. Mình lên luôn hang đi các bạn. Đi bằng cầu thang mà mình đi bằng block nè bạn. Thì coi ai nhanh hơn. Dĩ nhiên là bạn đó nhanh hơn mình rồi. Trời ơi, bạn đó chạy luôn rồi. Hey, đứng lại đi. Trời ơi, làm tôi bắn hụt rồi đó. Cay ghê vậy. Đi xuống dưới trời. Đai chưa? Bay lên đúng không? Rồi, đai luôn rồi các bạn ơi. Ok. Rồi, đai luôn rồi. À, con giày đỏ này. Đi đâu đây bạn? Đi đâu? Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đớn mà vội phải khăn. Ủa, đâu rồi? Giày này chơi gọi là dùng cái kia đó rồi. Trời ơi. Giày này gọi là dùng cái con rối bạn. Được đấy. Được đấy. 10 điểm. À, mình chuẩn bị rồi là mua thêm con rối bạn để mình dùng. Để mình đi chon mấy con giày đó. Đặt con rối ở bên mid đi. Để nó nhặt kia em ấy gọi mình bạn. Rồi xong đặt nhầm luôn. Rồi còn hai green này. Một đỏ ở đây. Một đỏ này. Giày đỏ bên này này. Bên này có con giày vàng. Còn green đâu? À đây, green này. Hello bạn Hiền. À, dám đọc con rối của mình bạn. Dám đọc con rối của mình. Ây da. Dạ, nhảy cao rồi, dưới dằn dưới à. Ui dồi, bay kịp luôn kìa. Ghê hả? Ghê vậy ta. Ghê đấy. Ok, mua fireball của tôi đâu rồi. Đây rồi, fireball mình đây rồi. Thánh fireball đây. Pew. Ủa, fireball tôi đâu rồi? Nó không bay nữa. Hảo thích đi. Gặp thêm con giời nhây nữa hả bạn ơi. Thêm con giời green nhây nữa này. Ui dồi, giời này thánh bắt block rồi. Đâu rồi? Giời đâu mất tích rồi. À, đây rồi. Giời đỏ này. Này, đỏ. Mình phải dứt hết mấy con giời này. Dứt hết. Giời này cũng căng đấy. Ok, đây rồi, chạy luôn rồi. Cày đấy nhờ. Gặp mấy con giời này toàn chạy hả bạn. Ôi dồi, chạy nữa kìa. Được đấy. Đứng lại. Đó là mình phải mua hút tốc độ bạn ơi. Chứ tầm này dí không lại mấy con giời đó rồi. Mấy con giời đó có hút tăng tốc mà. Mình thì mình không có. Ai uống thuốc luôn. Đã thế mình uống luôn. Rồi. Hai con giời đỏ luôn bạn. Nếu con giời nào đó tàng hình thì phải. Nghĩ các bạn, mình nghe mùi thôi. Chứ mình cũng không biết nữa. Thầy ơi, hai con giời luôn. Get out. À, con giời này ở đây để hồi máu. À, đánh xa các bạn ơi. Đánh xa. Ok. Cũng căng đấy. Oh my god. Ra đây bạn Hiền, ra đây. Làm sao mà có thể cản bước được. Đứng lại. Thời lúc chạy nữa rồi kìa. Cay đấy nhờ. Rồi còn con giày nó chạy đâu nữa đâu. Lên trên kia nhanh dữ ta.
À, tàng hình bạn ơi. À, được đấy, tàng hình được đấy. Tàng hình được đấy. Tàng hình được đấy. Tàng hình, ôi. Rời từng ghế nha. Rồi, con rời tàng hình đâu rồi. À, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Rời tàng hình đây nè. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Này, 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 tàng hình thêm rồi, tàng hình thêm rồi. Đây nha, tàng hình rồi chạy là sao bạn ơi. Tàng hình rồi chạy à, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, à, thả tim đi cho nè, thả tim đi cho nè. Thôi, đi rồi bạn Hiền. Đi rồi, cái lần này không đi nữa thì thôi. Trời ơi. Ê, một đống, ê à, nữa ha. Nữa ha, lại tàng hình bạn ơi. Thêm con rời tàng hình nữa. Oh my god. Con rời tàng hình, con rời tàng hình. À, con rời này muốn cho mình bị tim đi cho cái gì. Này, này, thì tàng hình chúng tôi. Ôi, sao tim đỏ toàn chơi tàng hình như căng thẳng như ta. Ôi, tim mình còn một mình thôi bạn ơi. Bên kia còn tận 2 ri lận. Ôi, à, căng quá, căng quá. Rồi nha. Để gọi là mình dùng gọi là con rối cho đặt ở đây đi. Ôi, né mấy cái kia đã. Hình như con rời đó mới nhảy xuống nước này. Nhảy xuống nước à. Từ từ đã, cầm hai cái này lên trước cho nó an sòi toàn. Ok, rời riêng đây. Phát hiện này. Phát hiện rời riêng rồi này. Phóng này. Ui xời, phóng tục mà. Cày thế nhỉ. Cày thế nhỉ. Ừ nha. Mấy con rời này là mình gọi là không có dùng chiêu gọi là đánh được từ xa mà. Rời làm gì đấy. Gì bò. Really. Gì vậy. Ô. 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 Không đi luôn. Ô. À đây, đi rồi. Đi rồi, nó ngáp. Đi rồi, đi rồi. À, còn con này nữa bạn ơi. Go. Đi luôn. Làm sao chạy nhanh bằng khai gờ đất. Đứng lại. Chạy xuống luôn. À, chạy ghê ta. Chạy cũng nhanh đấy. Cũng nhảy cao phết đấy. Hình niên này chắc cũng combo và nhảy cao anh em à. Ghê ta. Combo và nhảy cao luôn. Đi xuống dưới trời. Đi xuống dưới trời. Đi xuống dưới trời. Đi xuống dưới trời. Nhảy lên đây nữa đi. Nhảy lên nữa. Đi xuống dưới. Đi xuống dưới. Đi xuống dưới trời. Rồi get out luôn. Bye bye. Bay là nữa đúng không? Đấy, không bay được. Làm sao bay được bạn thời luôn. Cái trận này nó. Nó quá là căng thẳng bạn. Tại quá nhiều mà hình niên nhảy các bạn. Kiểu mình đánh xong hình niên nó chạy mất dép luôn. Hay quá. Không đứng lại đánh chung của mình bạn. Chạy mất tiêu hết trơn các bạn ơi. Đấy thì ok, thì nói chung gọi là mình đã gọi là đi test thử gọi là càng lệnh mới các bạn, cũng như là bét mới gọi là hiệu ứng kiếm nữa, kiểu các bạn nhìn trong cũng chiến với các bạn, nhưng mà mình nếu nó màu xanh nó cây thì mình sẽ cho nó 10 điểm bạn, còn này cho 9.9 điểm thôi. Đấy thì ok, thì nghĩ hết rồi, thì nếu bạn thích video của mình thì đừng quên cho một like và đăng ký và đừng quên là ấn chuông các phần ký và chọn tất cả để không đọc video mới nhất kênh YouTube nha mọi người, và đừng quên là qua kênh của tất cả miếng nước tiểu họ tim nha. Ok, cộng nhau thì hẹn lên sau. Bye bye mọi người. Bye bye.